Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn chi tiết bí quyết để mà mình ướp món phú heo nướng thật là ngon, không thua gì ngoài quán nha các bạn. Công thức này mình đã thử đi thử lại rất là nhiều lần và mình cảm thấy rất là hài lòng. Vì vậy hôm nay mình quyết định mình chia sẻ đối với các bạn. Nếu như mà bạn nào là tín đồ của các món nướng, đặc biệt là món phú heo nướng, thì đừng bỏ qua video này. Cũng như là các bạn xem video, các bạn đừng tua nhanh nha, để có thể nắm rõ hơn về công thức cũng như là cách làm. Hôm nay mình có tìm mua được ở đây là 1,5 kg vú heo nè các bạn. Mình vẫn chưa sơ chế nha, một chút nữa thì mình sẽ đi sơ chế, mình khử mùi hôi của vú heo. Bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó luôn nha các bạn. Rồi trước khi mà mình sơ chế thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về cách mà mình lựa chọn tìm mua cái vú heo sao thật là ngon. Các bạn quan sát bằng mắt thường thì các bạn sẽ thấy là vú heo nè, trắng, hồng, rất là tươi, mới như thế này luôn. Và mình không có cảm giác bị quá hôi các bạn, mình ngửi mình không thấy bị quá hôi. Nhưng mà mình vẫn phải sơ chế kỹ, mình vẫn phải khử mùi hôi tuyệt đối ở bên trong vú heo nha các bạn. Nhưng mà mình cầm thế này, mình ngửi mình thấy là không có hôi, không hôi một chút xíu nào hết. Rồi cái thứ ba nữa là các bạn cầm vào các bạn thấy là vú heo không có bị nhớt, tức là vú heo mới, tươi ngon và không có bị bầm, bị tím đen chỗ nào hết nè các bạn. Nếu mà bị bầm, bị thâm đen gì đó thì các bạn nhớ bỏ đi nha, vú heo cũ rồi, mình không nên chế biến món ăn. Như vậy thì sẽ không có tốt sức khỏe nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi sơ chế nha. Bây giờ các bạn cho vào đây 1 muỗng canh vung muối. Rồi các bạn cho vào đây 2 muỗng canh rượu trắng. Cho vào đây 1 tí nước. Rồi các bạn sẽ rửa khoảng 5 phút, các bạn nhồi bớt khoảng 5 phút. Mình massage đều ở trên cái bún heo thế này. Rồi bây giờ các bạn cho vào rổ này, cho ráo bớt nước là một chút nữa mình sẽ đi cắt miếng nha. Trong thời gian mình chờ cho vú heo ráo nước, ở đây mình chuẩn bị tỏi và sả. Ở đây mình có 1 muỗng canh tỏi và 1 muỗng canh sả băm. Bây giờ thì mình sẽ đi giã nát một lần nữa để mình lấy cái nước cốt tỏi và sả này. Mình không lấy xác nha các bạn, để tránh cho cái món nướng của mình nó dễ bị cháy khét nè. Mình chỉ lấy cái nước cốt của tỏi và sả thôi. Rồi các bạn cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Rồi các bạn ngâm ở đây 10 phút nha các bạn. Các bạn cắt miếng khoảng 0,5-0,3cm nha các bạn. Như thế này là được nè. Rồi các bạn đầu tiên thì các bạn sẽ cho vào đây là 200g cái chao với 1,5 kg vú heo. Chao thì các bạn chọn cái chao ngon nha, hoặc là các bạn có thể tự làm chao tại nhà cũng được. Mình cũng đã có chia sẻ cái công thức làm chao rồi. Các bạn chọn chao trắng hoặc là chao đỏ đều được. Rồi tiếp theo thì các bạn đây mình có nước cốt, tỏi và sả. Mình chỉ lấy cái nước thôi. Tiếp theo các bạn cho vào đây 1 muỗng canh mạch nha. Nếu mà các bạn dùng đường thì các bạn gia giảm lại, các bạn cho khoảng 1/2 muỗng canh đường. Còn đây mình dùng mạch nha thì mình cho 1 muỗng canh, nhưng mà cũng không quá đầy nha. Như thế này là được rồi. Tiếp theo các bạn cho đây 1 muỗng canh sa tế. Rồi các bạn cho đây 1 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi tiếp theo các bạn cho đây 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Và cuối cùng là các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng canh sữa tươi. Ở đây mình dùng sữa tươi nguyên chất nha các bạn. Đúng rồi, sữa tươi nguyên chất. Các bạn có thể là thay thế sữa tươi không đường. Rồi, lúc này thì các bạn mang bao tay vào rồi các bạn sẽ trộn nha các bạn. Bạn ướp nha. Thường thì cái món này các bạn khi mà nhà mình có một cái buổi tiệc nho nhỏ, các bạn có thể là làm món này. Mình làm đại tiệc BBQ ngoài trời, tại gia, tại nhà nha. Hoặc là khi mà mình có một cái chuyến đi phượt cùng với bạn bè thì các bạn cũng có thể là mình ướp như thế này rồi các bạn cho vào hộp á, các bạn mang đi. Đến nơi thì các bạn chỉ cần mang ra và các bạn nướng thưởng thức thôi. Thường thì mình sẽ ướp trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ là mình đã có thể thưởng thức được rồi các bạn. Món vú heo nướng này thì mình sẽ ăn kèm với các loại rau củ như là xà lách nè, hoặc là cà tím, rồi đậu bắp. Trong cái công thức này là mình hoàn toàn không cho muối cũng như là không cho nước mắm nha các bạn, bởi vì chao đã có cái vị mặn sẵn rồi. Chao thì mặn nhưng mà cái mùi nó rất là thơm.
Bạn nào mà chưa từng thử qua với công thức ướp với chao như thế này thì các bạn hãy thử làm đi nha. Và nếu như các bạn áp dụng cái công thức này và các bạn ăn thấy ngon cũng như là thành công thì các bạn đừng quên comment cho mình biết nha, để mình chúc mừng các bạn, cũng như là mình sẽ rất là vui và có thêm nhiều động lực để mình cho ra nhiều công thức ướp các món nướng hay hơn nữa các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Ăn Gì Đây, cũng như là có những cái chia sẻ rất là hay ho ở dưới phần bình luận, cũng như là nhiều cái món ăn đã chia sẻ cho mình thêm nhiều kiến thức rất là hay, rất là bổ ích luôn. Khi nào mà các bạn nướng thì các bạn chỉ cần cho thêm đậu bắp hoặc là cà tím, các bạn cho vào trong đây, các bạn trộn chung với cái sốt này luôn. Rồi mình bọc thực phẩm lại để khoảng 1 tiếng là mình có thể thưởng thức rồi các bạn. Trường hợp mà mình chưa ăn liền thì các bạn cũng bọc thực phẩm, các bạn để ở trong ngăn mát tủ lạnh nha. Màu quá đẹp luôn các bạn. Rồi như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong công thức cũng như là bí quyết để mình ướp các món nướng nói chung cũng như là món vú heo nướng nói riêng. Rất là đơn giản, nguyên liệu rất là dễ tìm kiếm luôn, nhưng mà hương vị rất là chuẩn luôn nha các bạn, chuẩn BBQ luôn. Các bạn hãy thử vào bếp và áp dụng cái công thức này để làm cái món ăn như thế này, món nướng như thế này, để dành cho những người thân yêu và bạn bè của mình thưởng thức nha. Và nếu như các bạn làm thành công thì đừng quên quay lại comment cho mình biết nha các bạn. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công, và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một công thức thật là hay ho như thế này về món vú heo nướng. Rồi đây thành phẩm của mình ha các bạn, mình cũng nướng thử một đĩa cho các bạn xem nè. Món này thì mình sẽ ăn nóng thì sẽ ngon hơn nha. Mình có rắc thêm ít mè rang đó các bạn. Hôm nay các bạn mình nướng bằng lửa than nè, nó hơi cháy xém như thế này rất là ngon luôn. Nhưng mà với công thức của mình á, các bạn nướng lửa than á, lửa hồng á nha các bạn, ngon lắm, rất là thơm luôn. Rồi mình mời các bạn nha. Mình cắn miếng nó mềm, nhưng mà mình nhai thì nó có cái độ giòn sần sật á các bạn. Và hôm nay cái vú heo nó có sữa luôn, rất là ngon các bạn. Và gia vị mình ướp ngày hôm nay á, thì đối với mình như thế này là rất là vừa luôn, không cần phải ăn với nước chấm luôn á. Bạn nào mà thích đậm đà hơn thì các bạn sẽ ăn kèm với nước chấm nha. Ngon lắm các bạn, mình ăn nóng thì sẽ ngon hơn, mình nướng ở trên lửa rồi mình ăn trực tiếp luôn thì sẽ ngon hơn nha. Chuẩn BBQ luôn nha các bạn, không thua gì ngoài quán đâu. Nhấc cái nắp.